Mến thưa quý bà con, các bác, Minh Toàn đang lưu thông trên từ cái làng trài của ở Hạ Long, mà bây giờ là Minh Toàn đi thẳng xuống cái khu Hạ Long Bay để gửi một số cái hình ảnh về Hạ Long đến quý bà con cô bác. Ở Hạ Long bây giờ thì như quý bà con cô bác nhìn thấy là một số cái nhà rất là phát triển, ví dụ như ở nhà rất là cao và đẹp, giống như cái nhà này. Đấy. Đây là một cái nhà hàng khách sạn Sky. Và đây là cái tuyến đường chính mà chúng ta về với Hạ Long Bay. Chúng ta đi thẳng là cầu Bãi Cháy này, bán đảo Cái Dăm này. Ở khu bán đảo Cái Dăm này thì Minh Toàn cũng có một số cái video về cái bán đảo Cái Dăm gửi đến quý bà con cô bác. Thì làng chài cũng là một trong những cái khu đấy. Thì nếu quý bà con cô bác mà quan tâm, rất mong quý bà con cô bác xem ở trong cái danh sách phát là Cuộc Sống Hạ Long ấy, thì bao gồm các cái video nói về Hạ Long, và trong đấy có các cái làng chài cũng như là bán đảo Cái Dăm này. Mến thưa quý bà con, đường đây là như quý bà con nhìn thấy, cung đường khá là rộng rãi và sạch sẽ. Đây, chúng ta nếu mà đi thẳng là cái ra Bãi Cháy này, rẽ trái là Cái Dăm. Và trước mặt chúng ta là một số cái khu nhà ở cao cấp, một số căn biệt thự của cái khu này là khu Vinpearl. Trong này thì đang xây dựng rất là nhiều quý bà con cô bác. Thưa quý bà con, Minh Toàn cũng trong này khu Vinpearl này thì Minh Toàn đã có một số cái video về cái khu Vinpearl này rồi. Thì bây giờ Minh Toàn cũng không vào khu Vinpearl ấy nữa. Ở đây thì như quý bà con, các bác nhìn thấy trên cái tuyến đường này gồm các cái căn nhà liền kề, mà mỗi căn nhà là một cái màu sắc khác nhau. Đây, Minh Toàn đi vào phía trong để cho quý bà con cô bác chúng ta nhìn được rõ hơn nhé. Đây, quý bà con cô bác.
những căn nhà này nói lên cái sự tươi trẻ của thành phố Hạ Long đấy quý bà con ạ. Đây là một thành phố rất là tươi trẻ. Mỗi nhà là một màu xanh đỏ tím vàng. Và trong khu này thì đằng sau những căn nhà này là cái khu mà đang xây dựng. Và đây là cái đường đi vào, nhưng mà khu đang xây dựng thì người ta sẽ hạn chế người vào, nhưng mà các bạn sẽ không vào khu này. Đây, quý bà con của bác thấy những cái nhà đang còn được xây thô. Và trước mặt chúng ta là khu nhà hàng khách sạn Royal của Hạ Long. Hôm nay thì Minh Toàn sẽ đi dọc theo cái tuyến này và sẽ đi gửi đến quay những cái hình ảnh về Hạ Long để gửi đến cái bà con cô bác. Mến thưa quý bà con cô bác, cái khu mà người ta hay gọi là Hạ Long Bay ấy đang nằm trước mặt của chúng ta. Và trong cái khu kia là cái hình cái Hạ Long Bắc ấy, là khu vui chơi giải trí của Hạ Long Bay. Với Hạ Long Bay thì đang xây dựng một quảng trường như này rất là rộng. À, quý bà con cô bác vào cái mùa du lịch sắp tới thì quý bà con cô bác có thể là sẽ được nhìn thấy những cái sự hoàn thiện rất là hoành tráng của cái quảng trường này rồi. Đây là cái phố này gọi là phố cổ của Hạ Long Bay. Cái này thì người ta gọi phố cổ bởi vì là có những cái nét trưng bày rất là cổ kính, chứ không phải là phố cổ là phố còn phố cổ nó có hình thành từ lâu đời đâu. Nên thưa bà con, mình toàn sẽ đi ra phía ngoài đường này. Bởi bên trong mình toàn sẽ không có chỗ ra. Ôi, gặp một chị người không biết là Trung Quốc hay là người Hàn Quốc mà giống con trai như thế nhỉ, hay là con trai nhỉ, vân vân quá.
anh làm ơn cho em hỏi đi, đi vào trong này chơi thì gửi xe ở đâu được anh nhỉ? Dạ vâng, em cảm ơn. Dạ. Dạ, vâng. Quý bà con cô bác sẽ nhìn thấy được cái cái khu này là khu săn guốt. Trong này rất là đẹp luôn quý bà con. Ngày chủ nhật thì đấy, các trò chơi vui chơi giải trí như thế quý bà con cô bác. Wow. Đây Minh Toàn sẽ đi vòng lái phiên này để Minh Toàn thử gửi xe. Có em gái xinh đẹp ở Tây.